dẫu mà trời còn là mưa lâu dài, giọt buồn giọt cuối đêm ngày, cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo. Cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới gian tan, đời dối trong mỏi mòn ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Trời sáng mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắt qua sông để mẹ về, nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đứa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặt dòng sông nên không có chuyến đò nào. Chiếc giò xe chờ đầy hóa buồn, em chờ mùa hè từ từ chung phương vi. Em cầm là tôi 18 thua, chẳng ai hay thầm lặng mối tình đâu, mối tình đâu là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngần mùa hè đến trường, khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết bao còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đa ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu nên có một gà mộng nhiều đứa. Đây là hai người chơi xuất sắc của chúng ta ngày hôm nay, và họ đã hoàn thành phần thi của mình trong vòng thi thứ 3 rồi. Trước khi công bố điểm thì hãy cùng lắng nghe giám khảo chia sẻ về hai tiết mục này. Ở vòng thi thứ 3 thì cả hai đều gây bất ngờ. Anh Luật á, anh làm cho mọi người ngạc nhiên. Ở vòng này thì anh chọn một cái bài mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Thì cái bài Sa Mưa Giông là cái bài cực kỳ khó hát trong số những cái bài mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Thì anh lại từ phối nữa. Thành thử ra nghe cũng rất là ngọt ngào. Dĩ nhiên là không có nuột nà nhất có thể, nhưng mà anh lại hát theo một cái hướng khác, mộc mạc hơn. Với chú Sơn thì lần này lại ngạc nhiên nữa. Chú xử lý bài này hay quá. Từng cái thả hồn nhẹ nhàng và cái không thích cái cách ngắt nhịp của chú. Những chiếc giò xe dừng, trời đầy hoa phượng,
Trời nó đã gì đâu, nói chung là cái đoạn lên cao, cái khúc knock out làm cho con tan chảy. Nói chung là hai người hát hôm nay quá hay quá. Xin chúc mừng hai người. Cảm ơn chân thành. Anh Lực thì anh làm cho mọi người bất ngờ là anh đã phối cái bài này. Có lẽ là mình sẽ không nhìn ở góc độ của một ca sĩ chuyên nghiệp được, thì ở những cái đoạn A đầu của anh hát nó chưa có được đã lắm. Nhưng bắt đầu từ điệp khúc Trời Xa Mưa Giông đó, là càng ngày em thấy nó càng tình mà nó càng hay. Rất là tròn trịa ở cái phần B. Đó là nói về anh Luật. Còn nói về chú Sơn, cái mà con thích nhất ở chú, đó là khi mà chú thể hiện một ca khúc, con có cảm giác chính xác là chú sống trong nhân vật. Cho nên là chú có thể bày tỏ tình cảm theo từng câu hát. Rất là hay, cháu rất thích cái điều đó ở chú. Chúc mừng tiết mục của cả hai người. Cảm ơn anh giám khảo với những chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm số mà giám khảo dành cho hai người chơi. Đầu tiên xin mời giám khảo Cẩm Ly. Ly sẽ gửi cho hai người cùng một số điểm với nhau. Con xin gửi cho chú Sơn và anh Luật 20 điểm. Tối luôn. Rất cảm ơn Cẩm Ly. Và bây giờ sẽ là số điểm từ giám khảo Hồ Quang Hiếu. Dạ thì hai người cũng ngang tài ngang sức, nên là số điểm cho mỗi người là 20 ạ. Cảm ơn Hồ Quang Hiếu. Cảm ơn giám khảo Hồ Quang Hiếu. Và cuối cùng sẽ là điểm số từ giám khảo Trấn Thành. Nãy ông mời tôi trước. Đây, tôi khác hai người này, biểu tôi làm chót, tôi thấy tôi áp lực quá. Tại vì nói nào ngay thì... Thôi, đừng có phân tích nữa. Thì nói nào ngay giống người ta. Khó khăn, khó khăn của khán giả đó. Bệt và... nói. 20 điểm từ giám khảo Trấn Thành. Như vậy là điểm của giám khảo dành cho hai người chơi của chúng ta cho đến bây giờ là tuyệt đối luôn. Họ đều bằng nhau 60 điểm. Rất cảm ơn Trấn Thành. Và bây giờ thì đã đến lúc khán giả sẽ sử dụng đặc quyền của mình để mà hỗ trợ và cổ vũ cho hai người chơi. Và 30 giây dành cho việc bình chọn của khán giả bắt đầu. Chọn khán giả dành cho chú Công Sơn và anh Công Luật đang hiển thị trên màn hình. Một cuộc đua sát nút. Chứ gì bồi thăm đòn. Tôi có ý kiến như thế này. Thiết nghĩ giải thưởng chương trình cuối cùng là 25 triệu và 50 triệu, cộng lại là 75 triệu. Nếu bây giờ mà hai người đã bằng nhau chia đều thì nó rất khó chia. 75 triệu chúng ta hãy quy ra tiền mặt, lấy 70 triệu chia mỗi người 35 triệu. Còn 5 triệu lẻ xin hãy gửi đến cho người cuối cùng cho điểm là tôi. Thảo cứ yên tâm rằng là yêu cầu vừa rồi, đề nghị vừa rồi không được thực hiện đâu.
Bởi vì bây giờ ban tổ chức muốn rằng tặng mỗi người 50 triệu có được không? Đây thật sự là một phần thưởng rất là đặc biệt, vì hai người thật sự rất là xứng đáng. Lần đầu tiên trong lịch sử hát hại ước mơ 100 triệu. Xin nhờ Hồ Quang Hiếu cùng Trấn Thành sẽ dẫn người thân của những nhân vật thụ hưởng sẽ lên đây ạ. Hạnh phúc quá, chú Trúc ơi. Anh Luật ơi, anh Luật nói cho mọi người biết cảm xúc của anh bây giờ đi. Dạ. Ba đã làm được cho con rồi đó con ơi. Chú Trúc ơi, bây giờ là chú Sơn thành công rồi, 50 triệu này có thể là không có đủ để mà làm một cái nhà đâu. Nhưng mà ít nhất nó cũng gọi là một cái khởi điểm để chú có cơ hội để có một cái mái nhà và tiếp tục cái công việc vất vả của mình. Cảm xúc của chú bây giờ thế nào chú? Tôi rất mừng. Chú tiền này tôi để ghe hư thì tôi sửa ghe. Nếu mà máy hư tôi sửa máy. Còn nếu mà xăng thiếu thì tôi dùng cái số tiền này để giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn tôi. Vì một cái kết rất đặc biệt dành cho chương trình và cũng là một cái kết thật đẹp dành cho hai người chơi của chúng ta. Con cảm ơn chú Công Sơn và cảm ơn anh Công Luật ngày hôm nay đã đến đây. Thưa quý vị khán giả, và chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi hy vọng là những cảm xúc tươi đẹp này sẽ được lan tỏa và chúng ta sẽ tiếp tục làm được thật nhiều những điều ý nghĩa cho cộng đồng. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình Hát Mãi Ước Mơ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.